Thành ủy Đà Nẵng vừa thành lập đoàn kiểm tra nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc chậm tiến độ của dự án nâng cấp mở rộng bãi rác Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng. Do vướng mắc trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nên hiện tại vẫn còn 4 ha trên tổng số 7 ha của dự án này chưa thể bàn giao mặt bằng, gây chậm tiến độ dự án. Tại buổi kiểm tra, Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân quận phối hợp tiếp tục vận động người dân bảo đảm hỗ trợ đền bù tối đa để người dân doanh nghiệp sớm bàn giao mặt bằng. Đối với nhà thầu, lãnh đạo Thành ủy đề nghị có mặt bằng đến đâu thi công các hạng mục đến đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước khi mùa mưa bão đến.